Báo cáo các bác là có nhiều bác thì cũng cứ đặt ra câu hỏi là không biết mấy ông này ông ấy đạp xe thế này thì ngày nào cũng thấy đạp xe thế này có cái gì là thú vị không nhỉ? Thế mà có rất nhiều các môn thể thao sao các ông không chơi mà cứ đi chơi ba cái trần đạp này là cái gì? Nhưng mà đúng là mỗi người một cái sở thích. Đạp xe thì phải dậy sớm từ trước bình minh, 4:30 sáng là đã dậy rồi, và ra khỏi giường đến 5:15 là bắt đầu lên đường. Đạp xe thì có một cái thú vị là được chứng kiến bình minh và chứng kiến cả hoàng hôn. Đi xe đạp thì còn biết đó biết đây một chút. Đôi khi là những cái huyện xung quanh cứ trong vòng phạm vi khoảng 30 cây số, 30-40 cây số trở lại là chúng ta có thể đến thăm được tất cả những cái đền chùa miếu mạo. Những con đường này, mới trên đường đạp xe. Thế rồi có cả là ông thầy lang này, ông ấy lấy thuốc này. Ông thầy lang trong nào, ông nhóm thuốc. Xe đạp thì có cả thầy lang qua những cái bến sông, rất nhiều bến sông thú vị và cảnh phong cảnh đẹp thôi rồi mà đẹp tuyệt vời luôn. Đây là anh Bùi Nam Thao là thầy lang. Cứ đo sải bằng xem. Đây là một con cái ở trên cái khu vực sông Sòi. Người ta cứ cãi nhau làm gì con cái to thế. Nhưng mà đúng ở đây con cái này nó phải bề rộng của nó phải hơn 2 mét ấy. Cái càng của nó ra là hơn 2 mét. Nhiều người cứ cãi làm gì có cái con này. Người ta đắp, người ta đắp cái biểu trưng này đây. Làm tí nước biết à. Khi mà mệt mỏi thì lại dừng ở đây là làm một cốc nước mía. Thế. Sau rồi lại lên đường tiếp. Đây là một nhân vật là bác Huy Thục. Ngồi bên bờ sông thưởng thức cốc nước mía vào buổi chiều. Thật là một tuyệt tác và một cảm nhận tuyệt vời. Đấy, đạp xe còn kết bạn với những cô gái rất là xinh, làm cho người ta cũng cảm thấy là hưng phấn. Đấy. Anh này anh nhìn thấy gái cái là bắt đầu anh bỏ hai tay này, anh đạp này. Đây là anh Thái. Nói thì nói vậy thôi nhưng mà cũng hết sức là vô tư trong sáng đấy. Các bà xã ở nhà cũng cứ yên tâm thôi. Đây là anh Đạt này. Sau khi mà đạp xe có thể là về gặp gỡ nhau và hát karaoke vào một buổi tối nào đấy. Còn đây là lại kết bạn với những người bạn lớn tuổi tất cả các lứa tuổi khác nhau, từ thanh niên đến các cụ già. Cho nên đạp xe nó có nhiều điều hết sức thú vị. Thì đấy chính là những lý do mà chúng tôi chọn môn xe đạp làm môn thể thao của mình.